Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới an lành và hạnh phúc. Nhân dịp năm mới, em cũng kính chúc toàn thể cô chú anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và hôm nay sáng ngày 23 tháng 1 năm 2019 2020 và cũng là ngày 29 Tết. Sáng nay em ra đi chợ Cô Giang xong rồi bạn đồng nhỏ với đi đòi ăn bánh ướt. Rồi chúng ta đang có mặt ở đây là đường Nguyễn Cư Trinh, thẳng hướng này là mình ra khách sạn Metropole ngày xưa đó, ra rạp Hưng Đạo nè, bên cánh trái là đi ra chợ Thái Bình theo đường Cống Quỳnh. Và ở đây có một dãy nhà ngày xưa thì bây giờ đã không còn nè, chuẩn bị lên một cái building mới nè, building rất là lớn ở đây ngay góc Cống Quỳnh và Nguyễn Cư Trinh. Và theo hướng bên đây là đi qua đường Hồ Hảo Hớn, hẻm Nguyễn Minh ở đây nè, Cao Bá Nhẹ, Trần Hưng Đạo. Và cái quán bánh nước này rất là đặc biệt, có chai chè ớt rất là ngon, nằm ở trên mặt đường Nguyễn Cư Trinh, ngay vị trí chúng ta đang đứng, đi lại tí xíu thôi. Đó, đi tới một tí thì có những cái nhà xe đi về các tỉnh miền Trung đó, như xe Tâm Hạnh về Nha Trang đó. Và Lị và bạn đồng nhỏ ngồi đằng kia, đi lại đằng kia trước rồi, mới đi bộ con vòng là đói. Đường Nguyễn Cư Trinh những ngày gần Tết nè. Ở đây có hành bán bánh nước ở số 89, 89 Nguyễn Cư Trinh. Phía bên kia thì có những hẻm đi vào khu khu Mã Lạng nè. Đèn bán rất là đông, rất là đặc biệt nè. Tới chưa, hàng tới chưa? Có chai ớt chưa? Anh cho em chai ớt. Rồi. Quán bánh nước là mình có trà đào. Về bánh nước này rất là ngon nè. Làm gì đi đậu nành luôn. Cô này đi cũng giống như vậy nhưng mà không lấy dưa giá rau cải nè. Rau giá chứ không phải dưa giá. Và đặc biệt ở đây có một cái chai ớt này rất là ngon nè. Lấy đậu nành ở đây. Chai ớt này là một ly hả chị? Gia truyền luôn. Gia truyền luôn cái chai ớt này. Gõ tí xíu thôi nha. Đó. Chút xíu thôi. Có hương vị rất là ngon. Ở đây có cái miếng chả rất là lớn, giống như là bánh nước A Phò rồi vậy đó. A Phò ngoài Nguyễn Công Trứ. Đây chả chiên nè. Đây bánh tôm. Bánh tôm rất là ngon. Ở đây bán chỉ buổi sáng nè. Vài tiếng buổi sáng, 6 giờ tới khoảng 9 10 giờ là gần hết rồi. Thấy ngồi mình dọc cái lề đường Nguyễn Cư Trinh nè. Ở số 89 Nguyễn Cư Trinh. Bán lề đường thôi chứ không phải trong nhà. Quán cà phê riêng cà phê nè. Số 89. Bán buổi sáng thôi nha. Các anh chị nào có dịp đến Sài Gòn thì chúng ta đến đây thưởng thức thử như thế nào nha. Rồi mời bà con cùng thưởng thức nha. Đầu tiên chúng ta sẽ ăn cái miếng chả lụa. Miếng chả lụa. Chả lụa dày ghê chưa. Mời bà con nha. Chả lụa rất là ngon, rất là thơm, không có dai lắm, không có cứng lắm, giòn quá mình ăn cũng không ngon, này vừa phải nè, này cứng của ép của thịt ép lại thôi. Đó, thử miếng bánh nước nè, chấm với một miếng nước mắm, một miếng ớt,
Qua cài. Bà Rồng rất là thích ăn bánh nướng ở đây. Ngon không Rồng? Ba dĩa anh được. Nhưng mà đắt. Từ khi đi chợ qua được cái chương trình cà phê cái bây giờ cái gì cũng đi đòi cà phê hết à. À, cái bánh tôm ở đây, cái bánh đậu xanh ở đây rất là giòn luôn nè. Rất là thơm. Mình ăn nghe cảm giác giòn phát ra tiếng luôn á. Ở đây ngồi rất mát mẻ, buổi sáng nhìn ra đường. Mình thể ngồi ở quán cà phê ở khu vực này mà kêu một dĩa ra. Kế bên đây có quán cà phê nè. Rang cà phê. Đúng rồi. Rang cà phê. Coi như thầy. Ở Sài Gòn thì hầu hết là đa số là bà con đều nghỉ Tết hết rồi. Mà đa phần là người ta ở các tỉnh xa đó, người ta đi về quê. Nghỉ Tết xong là Sài Gòn trắng trắng que à. Đó, các anh chị thấy đường xá nè. Lâu lâu mới có chiếc xe máy chạy qua. Lâu lâu mới có chiếc xe chạy qua. Đó, sướng rồi không? Nhưng mà vắng quá thì cũng buồn. Vắng quá thì bà con buôn bán ở đây bán chậm, thành ra họ phải lên giá và không có người làm, chi phí lại tăng cao. Không có những anh chị ở các tỉnh khác, không có những em sinh viên thì Sài Gòn sẽ rất là vắng, không tạo nên một thành phố phồn hoa được. Vào những ngày này thì ai cũng muốn đi về quê, ai cũng muốn đi du lịch. Con người ở đây thì muốn đi du lịch nước ngoài, con người ở nước ngoài thì muốn du lịch về đây. Nó có sự trái ngược nhau. Đó là ly đậu nành nè. Đó, mà các chị uống đậu nành nha. Sữa đậu nành. Đậu nành để ít đường, không có ngọt. Ngon đậm. Đó, thành phần bên đây cũng y chang luôn. Kêu tên Diễm Nước à. Diễm Nước không. Bánh nước không à. Có khăn ướt mình tự đem theo. Ngon ha. À, nhà của anh bán này ở anh đem dĩa bánh ướt thêm. Bánh không á. Nhà anh ở trong cái hẻm Má Lạng thì phải. Anh bán đây cũng rất là nhiều năm rồi. Hôm trước em có review một lần rồi đó. Nhưng mà mua về công ty ăn. Hôm nay mình ăn tại chỗ. Để bà con xem cái không khí ở đây như thế nào. Hồi nãy giờ đi ngoài đường á. Nãy giờ anh cổng nó không chứ đâu. Nãy giờ anh cổng nó không chứ đâu. À, nãy giờ quên thử cái miếng chả chiên. Ở Sài Gòn ăn sáng đơn giản thôi. Mực dĩa này như là có giá. Lâu quá không ăn không nhớ nữa. Chắc cỡ 40 mấy 50 nghìn. Để hồi thứ nữa em hỏi thế nào không?
là như là 35.000 thì phải. Mà rất là ngon. Tiền nào của nấy thôi. Những cái gì mà nó gia truyền, nó thủ công, nó sẽ rất là ngon. Đồng tỷ lệ thuận với chi phí cao. Bây giờ là nhiêu nhiêu vậy? Bây giờ là nhiêu mặt vậy? Đúng mà. À, ủa bình thường là ba mấy em phải không? 40. À, có 3.000 thôi. Tết lên có 3.000 thôi. À. À, bình thường là 35-40. Tết 3.000 là 43.000. À. Rất là vừa ăn. Sao ra thành một dĩa nữa nè. Rồi một số hình ảnh ở ở quán bánh nước số 89, mượn tạm địa chỉ số 89 Nguyễn Cư Trinh, gửi bà con cô bác xin chơi cho vui nha những ngày Tết này. Và biết đâu khi mà chúng ta có dịp về Sài Gòn mình cũng nốt lại địa chỉ và đến đây thưởng thức thử. Đây là đường Nguyễn Cư Trinh, ngay giao lộ Nguyễn Cư Trinh Công Quỳnh, có địa chỉ 89 Nguyễn Cư Trinh. À, phía bên kia là số 122, 124, 126 ngay Thánh Thất Cao Đài. À, khu Mã Lạng. Ở đây bán chỉ buổi sáng thôi. À, vài tiếng buổi sáng nè. À, 6 giờ tới 9-10 giờ sáng. Rồi bây giờ thì xin chào và em lại cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo nha. Bye bye đồng, bye bye đồng. Tạm biệt cái đâu. Bye bye. Rồi chơi gì đâu dạ. Bye bye đi mi. Bye bye, bye bye cô chú, bye bye đi. 1 2 3 4 5 6. Nhảy hay nhai nhiều đó. Không, ăn nhai kỹ vô. Bánh nước bên kia đường nè. À, trong khi chờ đợi nị ăn xong thì em dẫn bạn đồng nhỏ đi vô hẻm chơi. Đó. Và hẻm bên đây là hẻm 126 Nguyễn Cư Trinh. Hôm nay bạn đồng nhỏ dẫn đường nha. Hẻm có người quen của chú Hùng nè. Hẻm này thì hẻm cùng thôi. Hẻm này rất là sạch sẽ. Đó đồng vô hẻm thử xem nào. Phải không? Nó có đường đi kìa, có xe chạy kìa. Hẻm này cũng rất là vắng. Tụi mẹ cứ cháu quá trời luôn. Ghê nhá, đầu đầu. Nó mới ẻ ở đây nè. Chú giao ga đó. Rồi em đi. Đây là xe của chú ga đó. Ờ, xe của chú ga đó. Ở đây hẻm này rất là mát. Còn có hẻm nhỏ nhỏ đây nè. Đó, tiếp tục bạn đồng đi khám phá nha. Ok. 126 sườn 1B. B2. 1A1. 1B. B2 thành đường B2. Ủa, hết đường rồi. Mình trở ra thôi. Xe. À. Bên kia, bên kia. À, ông bạn già. Đi kiếm anh đó. À bác đi. À. Ủa nhà anh Tân đâu anh Tân? Ở trong hả? Ăn em ăn sáng ở bên kia đường. Chờ mẹ nó ăn nó vòng vòng vô hẻm. Đi chợ về. Đi chợ Tết hả? Đi chợ. À đã đi chợ Tết luôn ha. Mà anh nghỉ chưa? Ngày nghỉ rồi. Hôm nay rất ấm.
qua đây đồng ơi, ham đen tăng ơi. Bên này đúng không? Đâu? À không, bên này không không có đường. Bên đây hả? Bên đây hả? Thử coi. Có đường ra không các em? Có không? Đâu đồng ra được không? À, thì những có những căn nhà rất là lớn nhưng mà cũng có những căn nhà rất là nhỏ. Ra được không? Nghe hả? Nhà này là mặt tiền Nguyễn Cư Trinh nè. À, đợi ba. Đến nơi rồi nè. Rồi, đeo bấm. Ừ, đúng rồi. Rồi, mình ra đường Nguyễn Cư Trinh rồi. Rồi, bye bye của chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha. Bye bye nào. Video tiếp theo nha. Video tiếp theo nha. Chó. Rồi, xuống. Bye bye chú chó này. À, bậy à.